các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm và uy lực vô cùng mạnh mẽ của cặp loa JBL nổi tiếng đến từ USA với cặp loa CF150, được trang bị cấu hình với bát siêu trầm 40 gân cao su đúc và sở hữu tiếng bát mạnh vô địch cũng như trung âm 18 rất là lớn trên cặp CF150, phong cách chơi đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp ở những không gian phong cách lớn mà chúng ta sẽ không tốn kém tiền đầu tư súc và trầm. Trong đoạn nhạc quen thuộc, xin mời quý vị cùng mang tai phone và chúng ta cùng thưởng thức chất âm rất là tuyệt vời này. Đây là một trong những cặp loa khá là đông đảo những anh em ước ao để có cơ hội sở hữu được những cặp loa mặc dù giá tiền không quá đắt đỏ cho cặp loa sang trọng và đẳng cấp đến từ USA. Xin mời quý vị cùng mang tai phone và chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo. Như sấm và sự thể hiện ngọt ngào chi tiết đến từng nốt nhạc trên cặp loa khủng long nổi tiếng đến từ USA. Xin mời quý vị cùng chúng ta cùng ngắm nhìn ở cự ly cận cảnh với cấu hình của cặp loa này. Sau đó chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo một vài đoạn nhạc quen thuộc nữa. Trước máy quay chúng ta đang được ngắm nhìn cấu hình của cặp JBL CF150 đến từ California, Mỹ, mới và đẹp long lanh. Được trang bị phần thùng vân gỗ màu đen sang trọng, cũng là tông màu đen huyền bí. Và phía mặt trước thì được thiết kế với vân tráng men rất là đẹp và đẳng cấp cho model CF150 đến từ USA. Sở hữu chiều cao của phần thùng loa lên tới 90, ngang 48 và sâu 45,5. Trọng lượng nặng 70kg trên công suất trung bình ở ngưỡng 650W và trở kháng 8 ohm. Độ nhạy trung bình từ 98dB. Như vậy chúng ta có thể thấy được thông số rất là ấn tượng cho cặp CF150 đến từ California, Mỹ. Chúng ta cùng ngắm nhìn tiếp theo. Phần trên cùng là logo. Đó, quý vị quan sát cận cảnh, đó, vân tráng men của nó rất là đẹp. Nhìn thực tế thì nó rất là sang trọng cho model CF150 đến từ Made in USA. Đó, đây là biểu đồ giải tần hoạt động 98dB trung bình trên trở kháng 8 ohm. Với thiết kế gồm một bát siêu trầm 40cm. Đây là những dòng bát của JB có tiếng trầm nó xuống rất là sâu và vô cùng mạnh mẽ. Nòng loa của nó sâu thẳm và được trang bị gân nút cao su. Đó, quý vị thấy cái gân nút cao su của nó rất là dày cho độ đàn hồi rất tốt và đánh rất là mạnh. Toàn thân loa là xương đúc và nam châm từ lớn kết hợp với hai cái ống hơi to như là hai cái ống cống đường kính phi 100 phía sau lưng, mang lại cho uy lực của giải trầm mạnh vô địch. Và tôi lưu ý rằng nó xuống rất là sâu, nghe dễ chịu, cả ngày sẽ không biết mệt lỗ tai. Phần bên trên là một quả trung âm với đường kính 18cm, gân nụa tẩm dầu và được bảo vệ một cái lưới thép rất là đẹp về phía mặt trước. Đó, cấu hình cơ bắp của người Mỹ. Phần trên cùng là một quả chắc can với đường kính miệng 14, từ lớn xít xoát bằng mặt loa. Phía sau lưng gồm hai ống hơi, đường kính phi 100 và trang bị luôn cả cầu chì bảo vệ cho hệ thống loa hoạt động an toàn tuyệt đối ở những chế độ đánh lớn. Như vậy về
Phần thông số chúng ta thấy được rằng ngoài sang trọng và đẳng cấp ra thì chúng ta có thể thấy được rằng thông số rất là ấn tượng cho cặp đôi sở hữu uy lực của thần sấm hoàn toàn là không sai. Ai đã từng được nghe qua một lần chúng ta có thể thấy được uy lực của cặp CF150, nó là mạnh vô địch. Đi kèm theo điều này chúng ta có thể chơi đa thể loại nhạc từ nhạc tiết tấu chậm rãi như nhạc vàng, nhạc bolero hay nhạc trữ tình. Nó thể hiện vô cùng ngọt ngào và chi tiết. Sang những dòng nhạc tiết tấu nhanh, chúng ta có thể thấy được rằng đây là một trong những cặp loa nó thể hiện xuất sắc và cũng là những moreno kết hợp karaoke ở những không gian phòng khách gia đình tới hàng trăm mét vuông mang lại cho lời hát cực kỳ ngọt ngào như Boss 601. Và tôi lưu ý rằng một chiếc loa này nó có thể bỏ xa một cặp loa Boss về uy lực của giải trầm cũng như lời hát của nó rất là tuyệt vời. Mặc dù với giá tiền thì lại cực kỳ là tốt, rẻ hơn Boss rất nhiều. Nhưng chúng ta sẽ sở hữu được cặp loa khủng long to gấp vài lần và mạnh gấp vài lần cặp Boss 601 Serie 3 đắt đỏ. Chúng ta có điều gì để bàn luận thêm không ạ? Quý vị có thể thấy được rằng ở phân khúc dưới 30 triệu đồng chúng ta không thể lựa chọn gì hơn với CF150. Phần phối ghép chúng ta cùng ngắm nhìn tiếp theo. Ở đây thì với đoạn clip này tôi đang phối ghép cùng với một con đẩy Bevendoop thương hiệu nổi tiếng đến từ châu Âu với mặt phay nhôm và điện nháy nét cảm ứng theo giai điệu nhạc. Mặt phay nhôm của nó có độ bền tới nhiều năm, chúng ta không lo oxy hóa. Nguyên mạch máy của nó chúng ta có thể thấy được rằng nó còn đang mới và đẹp long lanh, xịn sò và đẳng cấp tới từng con ốc, từng cọng dây. Với trọng lượng nặng vào khoảng 30 kg, trang bị 44 đèn công suất 8 tụ rất là lớn được úp xuống dưới và một biến áp xuyến to đúng bằng cái nồi cầm điện. Với cấu hình máy này thì chúng ta có thể chơi một lúc tới hai cặp CF150 là dư thừa. Chúng ta có thể đánh bất kỳ cặp loa bát 40, bát 50 hay phun đôi 40. Đó, cho Bevendoop H600. Với cấu hình này thì chúng ta không bàn luận nhiều. Quý vị chỉ ngắm nhìn cái máy thôi đã đủ phê và đủ chất rồi. Nó có rất là nhiều chế độ bật chơi phía sau lưng, thậm chí nó đánh xuống 2 ôm, 4 ôm, 8 ôm và đánh bra, đánh chập kênh. Đó. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn gì thì tôi chắc chắn rằng hai thiết bị này đẹp không bàn luận, cũng như chất âm và đẳng cấp trong phân khúc tầm giá là một trong những cặp loa cũng như con đẩy. Tôi có thể khẳng định với quý vị được rằng sự thể hiện xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo khi có cơ hội sở hữu những cấu hình này. Xin chân thành cảm ơn. Cuối đoạn clip mời quý vị cùng thưởng thức tiếp theo một vài đoạn nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường ghé trên kênh.